Ad Sơn Thạch tự tay vào bếp nấu ăn cho người yêu Thúy Ngân. Sau một ngày mệt nhoài vì lịch quay kín mít, Thúy Ngân về nhà nghỉ ngơi và được bạn trai Ad Sơn Thạch bên cạnh ân cần tự tay nấu nướng cho người yêu. Món ăn mà S.T. Sơn Thạch tự tay làm cho Thúy Ngân vô cùng đơn giản và quen thuộc. Đó là món cơm chiên trứng, món ăn khuya quốc dân. ST Sơn Thạch tự tay vào bếp chuẩn bị cho Thúy Ngân. Sau một ngày đi quay, nhận dĩa cơm chiên trứng từ tay bạn trai, Thúy Ngân suýt xoa ngon lắm, rồi rủ ST Sơn Thạch ăn cùng. Trường Giang từng tiết lộ ST Sơn Thạch và Thúy Ngân đã bí mật về chung nhà và đang tận hưởng cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Không chỉ cùng đồng hành với nhau trong công việc, cả hai còn thường dành thời gian cho đối phương. Thời gian qua ST Sơn Thạch Thúy Ngân là cặp đôi được đông đảo khán giả đầy thuyền bởi liên tục có phản ứng hóa học đầy ngọt ngào trên sóng livestream gần đây, Thúy Ngân lên tiếng về mối quan hệ với ST Sơn Thạch. Cô cho biết cả hai đã trở thành một cặp, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và dần dần chúc mừng cho cặp đôi. Bị so sánh với Trường Giang, bạn trai Nam Em nói gì? Kể từ khi công khai chuyện tình cảm dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Nam Em và bạn trai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Mới đây khi cùng nhau livestream, bạn trai nam em bất ngờ nhận về câu hỏi khó từ cư dân mạng. Theo đó một số netizen so sánh, chồng sắp cưới của người đẹp với Trường Giang. Trước nhận xét này, bạn trai nam em thẳng thắn đáp trả, anh sạch hơn Trường Giang em ạ, Trường Giang ăn nhiều, anh ăn chay. Tiếp lời chồng nam em nói, Trường Giang cũng nhậu nhiều lắm nha, nhậu là đỉnh á. Bạn trai nam em thể hiện thái độ không bằng lòng khi bị so sánh với Trường Giang. Anh vừa mới trêu là Trường Giang ăn mặn, còn anh ăn chay, anh ăn sạch hơn cho nên anh không có như người ta, đừng so sánh anh với người ta. Trước phát ngôn của bạn trai nam em, cư dân mạng có những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc khó chịu khi bị so sánh là dễ hiểu. Xong bạn trai nam em dùng lời lẽ kém duyên là không nên. Xong số khác cũng đồng tình với phản ứng của bạn trai nam em, cho rằng đây là hành động nên làm, một lần thẳng thắn để không tiếp tục rơi vào tình trạng này trong tương lai. Năm 2018 làng giải trí xôn xao trước ồn ào tình cảm giữa nam em và Trường Giang. Nam em tiết lộ cô và Trường Giang từng yêu nhau trong quá trình làm việc chung, song phía Trường Giang phủ nhận thông tin này cho rằng nam em hiểu sai. Đỉnh điểm sự việc Trường Giang cảnh cáo nam em không được đụng đến Nhã Phương và có những hành động quá khích. Hiện tại cả Trường Giang lẫn nam em đều đã có hạnh phúc riêng. Nam em không nợ chỉ trả lại 4 tỷ đồng được fan cho Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin nam em nợ mẹ nuôi 4 tỷ đồng. Trong một lần livestream nam em cho biết cô hiện nỗ lực chạy show ca hát để kiếm tiền trả nợ, bươn trải để sống cuộc đời ý nghĩa. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải vui vẻ nhưng lại không tìm được niềm vui. Tôi thiếu nợ, cố gắng trả nợ nhưng gặp nhiều vấn đề khác. Từ khi vào showbiz tôi bị chửi nhiều, dần đánh mất sự hồn nhiên vô tư. Nam em nói khi livestream, hoa khôi tiết lộ những lần cô xuất hiện chỉnh chu, tạo vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ để được vui vẻ khi gặp người hâm mộ. Thực tế cô không dư giả nhiều tiền như khán giả tưởng. Đại diện của nam em cho biết nam em không nợ nần ai, con số gần 4 tỷ đồng cô ấy nhắc đến là khoản tiền một fan tự nguyện cho cô ấy. Người này không đòi lại tiền nhưng nam em lại muốn trả và đang tìm cách gửi dần. Cô ấy đã trả được 150 triệu. Khi người kia gửi tiền cho nam em thì không cho liền một lần 4 tỷ đồng mà cũng mỗi lần gửi một ít. Bởi vậy nam em cũng trả dần từng đợt là điều bình thường. Từ cuối năm 2023, nam em vướng lùm xùm bị tố vô ơn trở mặt với mẹ nuôi. Đầu tháng 12 năm 2023, mạng xã hội lan truyền những tin nhắn với nội dung nam em xin tiền mẹ nuôi tự sửa nhà đi du lịch sau đó một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em đã lên tiếng người này nói bản thân là giảng viên đại học chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi sau khi xem chương trình vô lăng tình yêu có nam em tham gia người phụ nữ này thấy quý mến cô qua sự giới thiệu của một người khác nữ khán giả gặp gỡ nam em được cô nhận là mẹ nuôi người này nói bà nhiều lần hỗ trợ cho tiền nam em khi cô xin hoặc hỏi mượn tuy nhiên sau đó mối quan hệ của nam em và mẹ nuôi xấu dần theo nam em cô không đến với mẹ nuôi vì tiền mà thương yêu bà thật lòng cô tiết lộ mối quan hệ giữa cô và mẹ nuôi xấu đi bởi mẹ thương con nhưng muốn con làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ đại diện nam em cho biết hiện cô và mẹ nuôi không còn liên hệ về tình cảm khi nam em gửi trả tiền người kia chỉ báo đã nhận ngoài ra đôi bên không còn trò chuyện tương tác gì khác quản lý của nam em nói Nam em gửi lời xin lỗi khán giả bởi những lùm xùm vừa qua khiến nhiều người phiền lòng. Cô hy vọng vẫn được mọi người yêu thương để có thể tiếp tục đi hát, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nam em sinh năm 96, đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016, top 10 Miss World Việt Nam 2022. Cô cao 1m73, số đo bao vòng 85, 60, 90. Cô hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ diễn viên người mẫu ảnh. Ngoài việc tham gia các cuộc thi nhân sắc, Nam em theo đuổi đam mê ca hát. Gần đây cô xuất hiện trong các show nhạc ở phòng trà. Nam em thường xuyên vướng ồn ào vì phát ngôn gây sốc khó hiểu, sẵn sàng tranh cãi với anti fan trên mạng xã hội. Gần đây cô công khai hẹn hò bạn trai tên Hữu Cường, hôn cô 14 tuổi là doanh nhân. Bị nam em giấu tên mỉa mai, Bạch Công Khanh đáp một câu đủ hiểu quá ngán ngẩm. Câu chuyện ồn ào của Bạch Công Khanh và nam em đã thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông. Nam em chỉ trích Bạch Công Khanh mượn tên mình để PR cho sản phẩm mới, thậm chí cô còn gọi anh là Lục Bình Tím. Mới đây khi được hỏi về scandal với nam em, Bạch Công Khanh nêu quan điểm là người của công chúng bắt buộc phải có chuyện đó, những điều trải qua như những thăng trầm cuộc đời, tôi nhờ đó đi trưởng thành vững bước hơn, tôi không để tác động của hiện tại khiến bản thân lung lay nhụt chí. Khi được hỏi về việc có sẵn sàng nói một lần cho hết, Bạch Công Khanh đáp: "Thời điểm này bấy nhiêu đó là quá đủ, điều tôi quan tâm vẫn là chuyên môn, tôi tin khán giả của mình sẽ muốn nghe những điều ý nghĩa hơn về cảm xúc bản thân." Khi nào xảy ra, Bạch Công Khanh chia sẻ, nếu nói không khó chịu là không đúng, vì mình cũng là con người có hỉ nộ ai ố. Anh tâm sự, mình sống vì điều gì? Tôi là nghệ sĩ, tôi sống dựa trên hình ảnh, nên nhiệm vụ của tôi là tạo hình ảnh đẹp. Tôi phải có ý thức xuất hiện chỉn chu, ăn nói khéo léo trước công chúng để tránh ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Dù có thiệt thòi hay bực bội thì tôi cũng giữ điều đó cho riêng mình, không làm ảnh hưởng đến người khác. Nam Em và Bạch Công Khanh từng hát chung ở nhiều show diễn năm 2022, cặp đôi được đẩy thuyền với nhau vì quá đẹp đôi. Đến tháng 12 năm 2022, dỗ tin Bạch Công Khanh và Nam Em dạn nứt và không còn tương tác thân thiết giống như trong quá khứ. Nam Em muốn tự tử vì bệnh rối loạn lưỡng cực. Không chỉ Nam Em mà rất nhiều sao nổi tiếng khác trên thế giới cũng mắc căn bệnh này căn bệnh khiến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đình đám cảm thấy mệt mỏi suy sụp sau khi đăng quang hoa khôi đồng bằng sông cửu long nam em được mọi người yêu mến vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng và không kém phần dí dỏm đang là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình nam em bỗng có những phát ngôn hành động dậy sống về mối quan hệ với trường giang kể từ đó khán giả trông thấy một nam em không còn dí dỏm mà thể hiện cảm xúc dễ khóc dễ cười thậm chí vì chuyện kinh doanh thua lỗ và mối quan hệ tai tiếng nam em có lúc mệt mỏi phải nhập viện và nghĩ đến cái chết Lúc đó, mỗi ngày em đều suy nghĩ làm cách nào để chết. Em làm tất cả mọi việc để mọi người ghét em, ghét càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày em thức dậy, thấy mọi người ghét em, em rất vui. Lúc đấy em nghĩ em sắp chết rồi. Em muốn khi em chết không có người nào được yêu thương em nữa, bởi chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nam em từng trải lòng trong một chương trình. Trong buổi ra mắt MV cùng anh đi xa, Hoa Khôi sinh năm 96 cũng đã thú nhận mình bị rối loạn lưỡng cực căn bệnh tưởng lạ nhưng vô cùng phổ biến, không chỉ nam em mà rất nhiều sao nổi tiếng khác trên thế giới cũng mắc căn bệnh này. Từ một cô gái xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn, tài năng và thông minh, nam em liên tục khiến khán giả ngỡ ngàng khi có những phát ngôn và hành động bất thường. Không chỉ công chúng nhận thấy điều này, mà mới đây Dương Yến Ngọc cũng bày tỏ sự lo lắng vì cho rằng nam em đang mắc bệnh trầm cảm và có nguy cơ chuyển nặng. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô khá chắc chắn về việc Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long đang bị trầm cảm cấp độ 2, nếu không điều trị kịp thời sẽ tiến triển thành bệnh tâm thần hoặc tự tử chết trước lời cảnh báo của dương yến ngọc cùng sự quan tâm của dư luận nam em vẫn chưa lên tiếng thế nhưng cách đây vài giờ người đẹp tiền giang tiếp tục có hành động lạ khiến công chúng lo lắng trên trang cá nhân chân dài họ nguyễn chia sẻ clip cười ra nước mắt khi đang ngồi trên ô tô kèm dòng trạng thái mặn mà đậm đà một dân mạng đưa ra lời đề nghị chân thành khuyên nam em hãy khóc thoải mái đi khóc để nhẹ tất cả muộn phiền trong lòng rồi trở lại mạnh mẽ và vượt qua mọi chuyện một cách kiên cường là một nam em xinh tươi, tài năng và tràn đầy hạnh phúc. Nam em là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu được đông đảo khán giả biết đến. Dù lớn sân sang nhiều lĩnh vực, song cô nàng lại được nhận xét giỏi nhất ở mảng ca hát bởi giọng ca đầy ngọt ngào đi vào lòng người. Sau nhiều scandal không đáng có, thời gian gần đây, cô nàng thường xuyên đi diễn và hứa hẹn sẽ mang đến điều bất ngờ hơn cho người hâm mộ. Mới đây, nam em đăng tải loạt ảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Theo đó, cô nàng chia sẻ những khung ảnh bị bầm dập cả người với những vết bầm đỏ. Không chỉ vậy, nam em cũng cảm thấy bất lực khi không được mọi người công nhận. Như này mà còn nói chưa cố gắng, vậy thế nào mới gọi là cố gắng, khi nào mới được ghi nhận. Thời gian gần đây, nam em cũng thường xuất hiện ở nhiều sự kiện, show thời trang cùng chị gái sinh đôi là Lệ Nam. Bên cạnh đó, cặp chị em Lệ Nam, nam em là hai gương mặt được các nhà thiết kế đình đám yêu thích khi lựa chọn người mẫu xuất hiện trên sàn trên quay. Dù không rõ thực hư nam em có tình trạng sức khỏe thế nào, đông đảo người hâm mộ đều để lại bình luận động viên cô. Bản thân em cứ cố gắng hết mình là được, đừng quan tâm người khác nói gì. Tụi chị lúc nào cũng công nhận sự cố gắng của em, mạnh mẽ lên. Nam em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Các đấu trường đình đám như Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 96. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng. Không chỉ tham gia cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạng thử sức với diễn xuất và ca hát ở các show truyền hình như thiên đường ẩm thực, Ân rời cậu đây rồi, kỳ tài thách đấu, người bí ẩn, nụ cười xuân. Thời gian gần đây, nam em cũng thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện show thời trang cùng chị gái sinh đôi là Lệ Nam. Bên cạnh đó, cặp chị em Lệ Nam, nam em là hai gương mặt được các nhà thiết kế đình đám yêu thích khi lựa chọn người mẫu xuất hiện trên sàn Runway. Bên cạnh những danh hiệu sắc đẹp từng đạt được, cái tên nam em còn gắn với nhiều thị phi tình cảm. Trong quá khứ, ồn ào với trường Giang khiến nàng hậu từng nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm. Thời gian gần đây, những nghi vấn tình cảm với bạch công khanh cũng khiến nam em nhận về không ít thị phi cách đây không lâu người đẹp nhận được sự quan tâm khi công khai chuyện đã tìm được bến đổ cô chọn giữ kính danh tính nửa kia để hạnh phúc được bình yên cô chia sẻ chắc mọi người cũng hiểu được sau bao sóng gió thứ tôi tìm là sự bình yên tôi đã tìm được bến đổ của mình nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi từ đó tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật cùng một lúc vừa có cả hai và vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chu toàn